Bộ phim Người Thành Phố là bộ phim truyền hình đầu tiên được phát sóng trên VTV năm 1982. Cách này đã 40 năm rồi. Còn Lan Hương thì bén duyên với phim truyền hình bằng một vai diễn rất rất phụ trong bộ phim Cánh Diều Nhỏ của đạo diễn Khải Hưng. Nhưng ở đó Lan Hương đã học được bài học đầu tiên của một diễn viên truyền hình. Trong bộ phim Bí Thư Tỉnh Ủy, tôi phải thể hiện nhân vật là vợ của ông Bí Thư, là bà Lê. Nhưng mà trong lúc đó là bà vẫn đang sống và bà đã nhận chúng tôi là những đứa con trong gia đình. Bí Thư Tỉnh Ủy phải nói là một trong những phim xuất sắc của VTV, bởi phim nói về đề tài lịch sử, về đề tài chính luận và về những con người có thật. Bí Thư Tỉnh Ủy này, nó trước đấy là có Hương Đất này, rồi có Gió Làng Kình này, Đất và Người, Sinh Tử. Cái đề tài mà những dòng phim chính luận của VTV đưa ra cũng mang tính thời sự rất là cao. Và dường như những vấn đề không hề mà né tránh, và thậm chí còn có những vấn đề rất là nóng bỏng, rất là mang tính thời sự. VTV đã quy tụ được cái dàn diễn viên diễn rất là đều, đạo diễn đã chọn được những vai diễn rất là hợp. Những diễn viên mà gánh vác nổi những cái trọng trách, những cái vai diễn có tầm và có tính tư tưởng, có tính gọi là hình tượng. Gần đây những bộ phim trên VTV về đề tài gia đình rất rất nhiều, liên tiếp và được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Còn có nhiều người nói với mình rất là buồn cười là rất là nghiện phim truyền hình. Đó. Và những bộ phim truyền hình về đề tài gia đình dường như đến được với khán giả là bởi vì tại sao? Nó gắn bó với đời sống, nó xuất phát điểm từ đời sống xã hội hiện nay và nó mang rất là nhiều những cái màu sắc hiện thực. Khán giả cảm thấy rất là gần gũi. Có người hỏi là bây giờ mà lại tiếp tục bảo chị đóng mẹ chồng, chị có đóng không? Thì tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể đóng, bởi vì còn có rất rất nhiều những cái khía cạnh khác của các bà mẹ chồng, những người phụ nữ Việt Nam mà tôi có thể làm hết đời còn chưa hết. Chị làm vợ, chị đã hoàn thành cái việc của một người vợ, một người mẹ chưa? Mẹ vừa vừa phải phải thôi, đừng có quá đáng như thế. Chị im đi. Với tôi thì không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ bé trong vai diễn của mình thôi. Quan trọng là mình mang đến cho khán giả điều gì, khán giả cảm nhận được gì, những giá trị gì từ cái vai diễn đó. Ví dụ trong phim Đường Đời chẳng hạn, 30 tập phim tôi chỉ quay có 3-4 phân đoạn thôi. Và một ngày đẹp trời tôi đi chợ trong thành phố Hồ Chí Minh và bà con đã gọi cái tên nhân vật đấy mà tôi không biết đấy là gọi mình. Thế và bây giờ cũng như vậy, tôi ra đường thì hình như mọi người quên mất tên, toàn gọi tôi là mẹ chồng. Tình cảm của khán giả bây giờ đối với phim truyền hình rất rất là gắn bó và rất là thân thiết. Mẹ tôi cũng vậy, năm nay 90 tuổi rồi nhưng phải ngồi xem hết phim của kênh VTV3 mới đi ngủ. Với một người làm chuyên